Dạ, em kính chào quý cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý khách hàng của mình một mảnh đất kèm nhà hướng Đông Nam nằm tại vị trí là ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước. Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình xem nha. Thì hiện tại là em đang đứng trên cái mặt tiền đường bê tông của ấp 3 Từ đây di chuyển ra mặt tiền lộ nhựa là chỉ có 80 mét thôi nha cả nhà mình ha đó. Và đây là ranh giới đầu tiên để em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Nhà của mình ở đây chiều ngang sẽ được là 28 m, chiều sâu hai cạnh là 35 và 39 và 100 m thổ cư. Từ đây cái cạnh đây của mình là được 39m nha cả nhà mình. Đó, còn cái mặt tiền đường bê tông đây của mình sẽ được 28m. Sổ và hình thức em có gửi lên trên video, em mời quý khách hàng của mình cùng tham khảo với em nha. Hướng mảnh đất kèm nhà em quay tại ấp 3 của mình là hướng đông nam và từ cái mảnh đất kèm nhà đây xung quanh là dân cư, nhà cửa đông đúc và đường của mình là xe lớn, xe nhỏ di chuyển được hết. Đường điện, wifi, giếng nước là đầy đủ nha cả nhà mình. Dạ thì trong thời gian em quay, quý khách hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 779 em mời quý khách hàng kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh sổ sách cho cả nhà mình cùng xem ha Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để quay tổng cái diện tích mảnh đất kèm nhà từ trong vào ngoài từ trong ra ngoài và đi ra đường sau vườn để mời quý khách hàng mình cùng xem nha Cái trước căn nhà của mình, chủ nhà đã có láng bê tông, xi măng, rất chi là sạch sẽ luôn. Và căn nhà đây, chủ nhà hiện tại đã đang cho thuê với giá trung bình từ 800 tới 1 triệu trên một tháng. Đó, và xung quanh cái mảnh đất kèm nhà của mình, thầy đã được lưới vây rào B40, rất chi là rõ ràng, giữa ba bên bốn phía. Khi quý khách hàng của mình lên sẽ được gặp chính chủ xem sổ sách, pháp lý rõ ràng nha. Và đây là căn nhà của mình sẽ gồm một phòng khách đã được lợp la phong và sơn tường màu xanh, mình di chuyển vào trong nữa sẽ có hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh và một phòng để mình đồ, để đồ đạc sinh hoạt của mình nha. Đó là hai phòng ngủ là xây ở hai bên so le với nhau á cả nhà còn ở dưới cái dàn bếp của mình á, thì nhà tắm vệ sinh rất là rõ ràng có lát gạch tàu để cho mình đi lại đỡ trơn trượt và mát mẻ hơn nha cả nhà không gian là sinh hoạt khép kín điện nước wifi là đầy đủ rồi ha cả nhà đó từ đây mình sẽ di chuyển ra phía trước của mình Hướng nhà của mình là hướng đông nam nha cả nhà mình. Dạ thì từ cái mảnh đất em đang quay đây, nếu mình di chuyển ra cụm khu trung tâm đường DT, trường chợ trạm sẽ rơi vào bán kính là 5,2 km nha cả nhà mình. Nếu mà mình đứng từ đây mình xem hết cái tổng quát thì nhà của mình nhìn ra rất chia là thoáng luôn cả nhà. Dân trên em cái nguồn đất đang còn rộng Nên là người dân sống với nhau đang còn rất là tình cảm nha cả nhà mình Nên quý khách hàng yên tâm về cái an ninh và trật tự ở đây Bây giờ em sẽ di chuyển ra đường sau Để quay được cái đuôi đất và di chuyển sang bên hông Cho cả nhà mình cùng xem Ở đây là có cả giếng khoan và giếng đào luôn nha Nếu mà quý khách hàng của mình di chuyển từ đồng xoài lên trên em Sẽ dao động vào khoảng là 75km cả nhà mình sẽ di chuyển từ đồng xoài lên tới phước bình Đa kia thanh hòa thiện hưng miếng đất của em nằm tại ấp 3 xã thanh hòa nha còn nếu mình di chuyển từ thành phố hồ chí minh lên trên em là 154 km mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 và đồng thời từ bình dương lên trên em cũng là 103 km nha mình sẽ đi từ thành phố này bình dương bến cát trơn thành bình long lộc ninh thanh hòa và miếng đất của em nằm tại ấp 3 là cụm khu trung tâm đường của mình là thông tứ hướng đó và ở đây thì em đang quay từ dưới đuôi bao quát tổng hết cái mảnh đất kèm nhà hướng đông nam cho quý khách hàng của mình cùng xem và chủ nhà mong muốn bán ở đây là 1 tỷ 100 triệu bao sổ sách nha Dạ thì cái lô đất của mình thì quý khách hàng của mình lưu ý giúp em là em có gửi hình sổ lên cho cả nhà mình cùng xem, cũng như là tổng cái diện tích đất của mình sẽ được là 928,6 m2. Dạ thì quý khách hàng nán lại xem hết video bên em nha. Tí nữa em sẽ di chuyển ra đường nhựa Liên xã và từ cái mảnh đất kèm nhà đây của mình mình di chuyển khoảng 500 tới 800 m là sẽ tới được trường tiểu và trung học cách cái nhà của mình có tí xíu thôi nha cả nhà mình đó đây là cái gian mà để mình để đồ đạc này còn bên hông nhà của mình thì chủ nhà là có trồng rau màu nói chung là ở rất chi là sạch sẽ cả nhà dạ trong thời gian theo dõi em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị cả nhà có thể ủng hộ em bằng một nốt like và có một nốt đăng ký ở dưới màn hình khi quý khách hàng của mình theo dõi Em rất mong cả nhà đăng ký để theo dõi những video em đăng lên hàng ngày. Em mời quý khách hàng của mình cùng xem và theo dõi với em nha. Bây giờ cùng di chuyển trên con đường để đi ra quan sát dọc cái khu dân cư với em. Dạ trong thời gian theo dõi mảnh đất kèm nhà 1 tỷ mốt hướng đông nam có chiều ngang mặt tiền đường bê tông là 28m, có sẵn 100m thổ cư, Chủ nhà mong muốn bán là một tỷ mốt. Nếu quý khách hàng mình chưa cảm thấy phù hợp, thì em mời cùng di chuyển vào trong kênh Đỗ Thanh nhà đất Bình Phước bên em để tham khảo về nhiều nguồn đất em quay và gửi trong clip. Quý khách hàng mình xem và ưng cái nào thì à, gửi bên Zalo để mình trao đổi rõ và chi tiết những thông tin của lô đất hơn nha. Bây giờ là em sẽ di chuyển cụm khu dân cư để cho cả nhà mình cùng nắm bắt được thì trong thời gian xem là em có gửi toàn bộ sổ này vị trí lô đất cách đường khu trung tâm rồi từ thành phố các thứ lên trên em dạ thì nếu quý khách hàng của mình đã thông thạo về đường đi lối lại trên bình phước trên em thì lên tới cụm khu trung tâm gọi em và em sẽ ra rước quý khách hàng của mình nha còn nếu cả nhà mình chưa thông thạo á thì có thể kết bạn Zalo để em gửi vị trí để cho quý khách hàng của mình đi lại thuận tiện và em tiện đường đón rước cả nhà mình hơn ạ. Nãy giờ em cũng di chuyển từ trong căn nhà và tổng quát hết cho quý khách hàng của mình cùng xem. Đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp quý khách hàng, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của em đây là trường tiểu học nha em sẽ dán quay nốt cái đoạn này một tí xíu nữa thôi